đại biểu, quý vị khách quý, các quý đối tác của toàn thể các quý vị khách mời sẽ được thay mặt cho đơn vị hân hạnh gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, một lời chào mừng nồng nhiệt, thân thương nhất ạ. Bác sẽ cùng mọi vui mừng lắng nghe từ quý vị. Cuối chương trình mà thôi ạ.